Nó lớn được ngay được à? Mua thắp hương à chị? Mua thắp hương à? Cây này có quả chưa? Có rồi. Bán 170 chứ à? Ý thế à? Chị ơi, các anh cởi trần chị hộ em cái thước này nhá. Cầm cái thước này. Anh ấy đang cởi trần nhưng người to khỏe thế. Tầm tuổi này rồi cứ nhúc nhắc thôi. Cái gì nó chả theo thời gian. Chị đây chị đo cho em cái chỗ này xem là chỗ này cho nó bao nhiêu này. Đây chị đo, em không quay người đâu mà sợ. Quay cũng chẳng sao, sợ gì. Quay nhé. Đấy, đấy, đây, đây nhìn nha, mắt kém nhìn thấy đâu nhá. Số 2, số 3. Đấy. Đây chị đo cho em cái chỗ này kìa. Chỗ bé nhất ấy. Thế nào? Năm đâu? 50 đi. 57. À 556 rồi rồi. Phát 3 mét rồi, thấy không? Thì đo cái kia nữa. Này. Phải 5 năm nữa, nếu thành phải 5 năm nữa. Cái này cao 6 mét rồi. Không đến đâu. Các cụ hồi xưa còn đấy hai bà ấy, giờ anh em mình còn hiền ấy. Ai biết được. Chưa biết thì sao. Rồi, hết anh em bảo hết liên hạn rồi. Ai biết đâu ấy, 7 8 10 năm đấy chứ vợ 8 10 18 20 rồi. Ôi giời ơi, thế giỏi quá. Cái này thoát thân 1 mét, 3 mét các bạn nhé. Không, cái này chả ảnh hưởng gì, nó rào cái bầu cái con này. Không ảnh hưởng gì, thoải mái. Đào cái bầu đến chỗ này hết, chỗ này. Không việc gì hết. Cái này cẩu nó đứng ngay cạnh này, nó thò vòi nhấc lên. Không, cái quan trọng là đường cẩu vào thôi. Cái bông anh em bây giờ để mấy mấy triệu? Bông anh bán không đấy. Quá rẻ mẹ. Cái này nó bị mất một phía tán đây này. Tán tại cái mít này. Cái mít này nó cứng cái mít này. Nếu như anh lấy cây dầu cây cảnh thì nó lại khác trôi mà. Đằng nào lấy về lại những cành kia cũng chặt đi mà. Phải chặt đi chứ. Để đâu. Vỗ về vỗ vỗ béo. Cái này bé, cái này hơi bé này. Anh bảo về vỗ như ở vỗ lợn ấy. Đổ cho nửa bao, mỗi lần cho mấy cân lân đầu trâu uống. À, đó, và chủ đo hộ cho chỗ hẳn chỗ này xem nào. À. Được 4 năm rồi. Chắc hơn. Bánh 4 năm không? 40. 47 phân. Đấy. Đấy. Đo cái gốc cái. Đó thế thì do hẳn cái gốc này. Rồi. Cận dưới này à? Ừ, ta tuận đấy. Ừ. Cầm lên. Cầm lên nè. Gốc phải 55. 50. Ông đo trước rồi, 59. Ông đo trước rồi. Đấy, chị đo cái này, cành này lấy cắt đi, cành này cắt đi. Cái chỗ này nó bị ấy này. Không, đo dưới, đo dưới lên. Chị đo từ dưới lên, chỗ này. Đo mấy mét này. Đo chiều cao này. Đo cho cái là. Đây, 3, 4. Đây. Đấy rồi, thoát chắc cái mét rưỡi. Mét 8, mét 9. Cái này về bỏ cái cành này đi. Cái này nó bị hơi bị ấy này, bị hỏng rồi này. Trên kia thôi phải không? Lấy một cành trên cho nó cao. Tán trên kia thôi. Cành này bỏ. Có người vợ chồng đẹp gái đẹp trai này mà đi trồng cây nó không được đẹp lắm nhỉ? Cây này là gì? Vướng cây mít ngày xưa, cây mít này nó cũng xòe to mà. Ừ. Vướng cây mít ngày xưa chỗ này lại còn cây nữa. Bây giờ đồng mốt chân dài làm cái gì cũng phải chọn chân dài mà. Rồi. Đây có cây nữa này, phá rồi này. Quay kỹ cây này cái. Cao vua là người đang chơi rồi. Chó nó thà.
cây này khủng hoảng. Cái chay này gọi chay thiếu liên thôi, con bé. Ok nhá. Thì đã hỏi giá anh chị cho số điện thoại báo giá nhá. Cái chay hơi bé thôi.